Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay ngày 4 tháng 4 biến động cơ bộ, sơ bộ tùy vùng từ 1 đến 3 ngàn đồng một ký và tiếp tục nằm ở trong khoảng giá từ 48 đến 52 ngàn đồng một ký. Tại các tỉnh thành miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, lợn hơi xuất chuồng ở mức 49.000 đồng một kg. Lào Cai cũng tăng 2.000 đồng một kg so với ngày trước đó. Mức giá cao nhất khu vực 51.000 đồng một kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, sau khi hạ một giá, lợn hơi tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế xuống còn 48.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng một kg lên 49.000 đồng một kg. Quảng Ngãi tăng 2.000 đồng một kg lên 50.000 đồng một kg. Mức tăng giá cao nhất khu vực 3.000 đồng một kg ghi nhận tại Thanh Hóa lên mức 51.000 đồng một kg. Tương tự thị trường miền Nam, giá lợn cũng biến động trái chiều từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Theo đó, Kiên Giang giảm 1.000 đồng một kg về mức 50.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, giá lợn tại Trà Vinh tăng 1.000 đồng, đứng ở mức 51.000 đồng một kg. Sau khi tăng lần lượt 1.000 đồng và 2.000 đồng một kg, hai tỉnh Vĩnh Long và Bạc Liêu cùng ghi nhận giá cao nhất khu vực 52.000 đồng một kg. Trong phần tiếp theo của chương trình, việc ứng dụng AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng cường hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và nhân công một cách đáng kể. Tuy nhiên, cần phải thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ của nông dân để đạt hiệu quả tối ưu. Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm mạnh khiến nhiều trường học tại nông thôn phải đóng cửa vì không có học sinh. Bây giờ là vấn đề nông nghiệp mà chúng tôi đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản trong 3 tháng đầu năm nay đã giảm mạnh khiến không ít các doanh nghiệp gặp khó khăn. Bên cạnh yếu tố thời điểm của thị trường, nhiều lĩnh vực thủy sản của Việt Nam đã tới hạn tăng trưởng, cần phải có những thay đổi và tìm kiếm động lực mới. Theo số liệu 3 tháng đầu năm cho thấy, xuất khẩu thủy sản đạt 1,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm chỉ đạt 578 triệu đô la Mỹ, giảm 39,4%. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, tôm Việt Nam đang gặp khó khăn về lợi thế cạnh tranh khi các nước như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador có giá tôm nguyên liệu quá lý tưởng, trong khi chi phí nuôi tôm của Việt Nam hiện ở mức rất cao. Theo các chuyên gia, tình hình xuất khẩu tôm có thể sẽ dần phục hồi từ quý 3 khi mùa thu hoạch chính vào vụ và tồn kho các nước được giải tỏa, sức mua ấm dần lên. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá tôm nguyên liệu năm 2023 sẽ không như mong đợi. Thời điểm này, giá cua tại Cà Mau đang rất cao, tuy nhiên tình trạng cua bị chết nhiều đang khiến cho người nuôi cua không khỏi lo lắng. Theo ghi nhận, tại huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau đã xảy ra tình trạng cua nuôi của người dân bất ngờ chết trên diện rộng. Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều xảy ra tình trạng cua nuôi bị chết với mức độ thiệt hại từ 30 đến 100%. Người nuôi cua Cà Mau cho biết tình trạng cua chết diễn ra từ đầu năm 2023, nhưng số lượng không nhiều. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây thì cua chết hàng loạt với số lượng lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của rất nhiều hộ nuôi. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, ngày càng có nhiều ứng dụng mới được áp dụng vào thực tiễn, giúp người nông dân kiểm soát hoạt động sản xuất của mình. Đặc biệt gần đây, việc ứng dụng công nghệ AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng cường hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và nhân công một cách đáng kể. Vâng, và không chỉ dừng lại ở đó thì trí tuệ nhân tạo còn cho phép con người theo dõi sức khỏe động vật, sử dụng robot tự động hóa trong gieo trồng, tưới tiêu hay là thu hoạch. Lợi ích của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo là vậy, thế nhưng với điều kiện thực tế của ngành nông nghiệp ở nước ta hiện nay thì vẫn còn rất nhiều những khó khăn khi triển khai. Theo nhiều nhà khoa học thì một trong những khó khăn đầu tiên cần tháo gỡ đó là thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ của nông dân. Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã sử dụng công nghệ AI trong sản xuất nông nghiệp. Lắp đặt hệ thống trạm thời tiết thông minh iMestot 3.3 AG. Hệ thống này cập nhật được tình hình sâu bệnh, dự báo chính xác nhiệt độ, tốc độ gió, lượng mưa, giúp nông dân xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Chúng tôi dựa trên cái thời tiết báo trực tiếp luôn hàng ngày hàng giờ ở tại cái trạm luôn. Thì chúng tôi có thể như vậy là gieo trồng rồi là tưới rồi bón rồi hoặc là phun thuốc, tất cả mọi thứ mình chủ động được trong cái công việc làm của mình. Sau 6 năm thành lập và hoạt động, đến nay Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn đã số hóa được 15 sản phẩm. Việc nắm bắt xu thế thị trường đã và đang giúp cho Hợp tác xã có đầu ra rất rộng mở. Khi mà mình tiếp cận với thị trường,
tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm, thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường. Khi đưa những các cái công nghệ này vào thì tăng uy tín cho nông sản rất lớn. Nhưng mà rồi là cũng không phải là người nông dân hoặc là hợp tác xã nào cũng hiểu điều này. Vì chúng ta ở đây hợp tác xã là cái đặc thù là chúng ta là sản xuất nhỏ lẻ. Mà sản xuất nhỏ lẻ thì tùy tiện, không có một cái chiến lược dài hơi. Theo thống kê của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỷ lệ sử dụng Internet ở nông thôn tăng đáng kể. Có khoảng 77% người dân nông thôn đã kết nối được Internet. Tuy nhiên, việc nông dân tiếp cận công nghệ còn tương đối khó khăn. Và cái quan trọng là ở mình tập huấn đấy, nhưng mà cái thay đổi nhận thức. Bà con bảo, bảo gì tôi làm đấy, nhưng mà tôi làm xong thì tôi được cái gì? Đó, đấy cũng là một cái vấn đề về nhận thức mà chúng ta cũng phải xem xét. Cái nhóm số 2 thì tôi cho rằng cũng sẽ đỡ hơn. Cái nhóm số 2 đó là những cái farm, những cái trang trại hoạt động theo cái hướng định, gọi là theo cái hướng gọi là của thị trường. Thì những cái nhóm doanh nghiệp đó thì chúng tôi đang tập trung hỗ trợ rất là nhiều. Bên cạnh việc hạn chế về trình độ, các hợp tác xã và nông dân còn băn khoăn về chi phí khi ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất. Trong số hơn 1.700 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay, chỉ có 240 hợp tác xã sử dụng phần mềm quản lý và sản xuất thông minh, chiếm 1,5%. Trong đó, các hợp tác xã này chỉ tập trung vào ứng dụng công nghệ tưới tiêu, hệ thống nhà lưới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Còn ứng dụng chuyển đổi số vào khâu chế biến, quản lý hợp tác xã, kinh doanh sản phẩm chưa được chú trọng. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đới gió phơn trên cao nên khu vực vùng núi Bắc và Trung Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ khoảng 35 cho tới 37 độ và có nơi là trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 tới 55%. Dự báo ngày mai, khu vực Sơn La, Hòa Bình, Bắc và Trung Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ khoảng 35 cho tới 38 độ và có nơi là trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 tới 55%. Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi sẽ có khả năng kéo dài đến ngày 6 tháng 4. Các khu vực khác của Bắc Bộ và khu vực Bình Định cho tới Phú Yên sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 34 cho tới 36 độ và có nơi là trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 40 tới 55%. Chuyển sang thời tiết tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, trong hôm qua và chiều tối ngày hôm nay mùng 4 tháng 4, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và có nơi mưa to, với lượng mưa là từ 10 cho tới 30mm và có nơi là trên 50mm. Hiện đang là thời điểm cây vải chính vụ ra hoa đậu quả non. Thời tiết nắng nóng kết hợp với những cơn mưa rào, cộng với sự thiếu cân bằng dinh dưỡng chính là điều kiện khiến cho cây vải rụng quả non. Bà con cần chú ý các biện pháp chăm sóc để hạn chế tình trạng rụng quả non trên cây vải, cụ thể như sau. Bà con lưu ý là chúng ta cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cân đối và hợp lý cho cây, bón phân đúng thời điểm, tỉa cành, tỉa quả để đảm bảo chất lượng quả nhãn, quả vải, tỉa quả cho cây và giảm bớt số lượng quả để giảm tình trạng tranh chấp chất dinh dưỡng. Đồng thời chúng ta theo dõi tốt tình hình sâu bệnh hại trên cây để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.